không được giao đâu ra. Cái diện tích này là vi phạm vào đó. Vi phạm rất nặng, không xử lý gấp nhanh cái này. Và ông đề xuất với tôi thu hồi giấy phép đây, thật chưa? Nha. Nếu lỗi vi phạm nặng là phải đề xuất thu hồi. Bất cứ ai đứng sau lưng cái máy xe này cũng xử lý hết. Ở đây. Nhưng mà không ai dám xử lý thì xưa nay là rất là phức tạp.